Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Nguyễn Phước Minh 46 của mình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha các bạn. Hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với các bạn và kinh nghiệm để mình đi mua điện thoại di động cũ ở trong thế giới di động đó các bạn. Thì các bạn như clip trước mình cũng có chia sẻ rồi là mua điện thoại thì ai cũng muốn mua cái mới, và mua bất cứ cái món đồ nào người ta cũng muốn mua cái mới. Nhưng mà thật ra cũng có một số người điều kiện kinh tế không có đủ các bạn, người ta không đủ khả năng, người ta còn phải lo toan những cái vấn đề khác trong cuộc sống nhiều lắm. Cho nên là người ta cũng phải khi mà mua cái món đồ nào người ta cũng tính toán và cân nhắc nhiều lắm. Thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn là tiếp trước là mình cũng nói là cũng nếu gặp những người mà gặp hoàn cảnh như vậy các bạn thì mình cũng nên suy nghĩ đến vấn đề mua điện thoại cũ á, điện thoại cũ xài để cho nó phù hợp với túi tiền của mình. Và mình cũng đã gợi ý cho các bạn là nên mua trong thế giới di động các bạn. Thế giới di động là cửa hàng điện thoại lớn nhất và uy tín nhất rồi, nên là mình vô đó mua sẽ được yên tâm hơn. Thì nếu như các bạn là đã có một cái quyết định mà mua điện thoại cũ trong thế giới di động á, thì mình cũng làm clip này cũng xin là chia sẻ với các bạn là một chút cái kinh nghiệm của bản thân mình thôi. Và mình sẽ mua điện thoại trong thế giới di động mà điện thoại máy đổi trả rồi mới sẽ như thế nào các bạn, mình sẽ lựa như máy như thế nào và mình coi tình hình máy ra sao rồi mới hẳn quyết định mua. Thì clip này mình làm clip này là mình chia sẻ cho bạn một vài cái kinh nghiệm chủ yếu thôi, cho những bạn nào mà không có rành về công nghệ các bạn. Còn có những người rành về công nghệ thì quá ok rồi, mình không dám nói tới những người đó, tại vì mình cũng chỉ là người dùng thôi. Mình hiểu biết được một cái chút đỉnh nào thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn, coi như là mình để các bạn tham khảo thôi, chứ mình cũng không phải là dân công nghệ cho nên cũng không có rành nhiều. Mình chỉ biết một số ít, tại vì mình cũng sưu tầm nhiều điện thoại các bạn, mình xài cũng nhiều điện thoại rồi, cho nên mình rút ra được một chút kinh nghiệm thôi. Thì bây giờ mình chia sẻ lên cho các bạn. Đây bây giờ mà mình sẽ nói vô vấn đề chính là các bạn, nếu các bạn mua máy cũ trong thế giới di động, các bạn chỉ cần để ý cho hai vấn đề chính. Thứ nhất là các bạn vô trang web của thế giới di động các bạn, bạn vô cái phần máy đổi trả và mình chọn theo cái hãng. Thì thôi bây giờ để mình làm cái video, mình quay màn hình rồi mình vô trang web thế giới di động trực tiếp, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi các bạn ơi, đây là giao diện diện màn hình chính của điện thoại nào. Bắt đầu các bạn vô Google nha. Google là các bạn vô là đánh vô thế giới di động. Các bạn vú lên, bạn sẽ thấy một là máy cũ giá rẻ nào các bạn. Rồi. Máy cũ giá rẻ mình vô mình chọn điện thoại nha. Rồi các bạn thích hãng nào thì các bạn bấm vô đây nha, mà mình sẽ chọn dùm cho các bạn là cái Samsung đi, tại vì máy Samsung thì tốt nha các bạn. Rồi các bạn vuốt lên, các bạn đây những đời máy, những kiểu máy các bạn thích, loại đời máy nào và giá tiền bao nhiêu các bạn cứ vuốt lên coi nha. Mình thí dụ cho các bạn một cái A51 nha các bạn. A51 là đang có chương trình giảm 10% rồi các bạn. Màu mình thích màu gì mình đánh vô đây là mình chọn. Ví dụ là mình lấy cái màu trắng ở thành phố Hồ Chí Minh đã hành 6 tháng rưỡi chính hãng rồi các bạn. Đó. Bây giờ các bạn vô đây nào, các bạn để ý chủ yếu là hai cái này. Cứ để ý kỹ cho mình hai cái này. Chưa qua sửa chữa và bảo hành chính hãng. Sẽ có những máy người ta để đây là đã qua sửa chữa, tức là những cái máy này đã có gì bị trục trặc rồi, hãng đã đi sửa rồi các bạn, thì mình đừng nên lấy máy đó, mình lấy những cái chưa qua sửa chữa nè, máy mình còn riêng các bạn, và bảo hành chính hãng.
sẽ có một cái mục là sẽ có một số máy là ở đây là họ để là bảo hành thế giới di động nha các bạn. Tức là những cái máy đó là hãng đã từ chối sửa chữa rồi, là máy bị vô nước hoặc rơi vỡ hoặc gì đó là máy hãng không có bảo hành nữa, cho nên thế giới di động mới bỏ tiền túi ra và đi chi sửa lại, đưa cho hãng sửa rồi rồi mới đem về bán lại cho người tiêu dùng, thì những cái máy đó sẽ rẻ hơn những máy như chính hãng. Nhưng mà cái độ yên tâm thì mình sẽ không đảm bảo nha các bạn, cho nên các bạn nên chọn là bảo hành chính hãng nha, là những máy này còn đủ điều kiện để hãng bảo hành. Những cái máy như vậy thì lỡ mình có trục trặc mình đem trực tiếp đến hãng luôn cho bạn cho khỏi, cho nhanh khỏi phải gửi qua thế giới di động nữa mất thời gian và chưa qua sửa chữa. Và các bạn chỉ chịu hai cái này cho mình, đây là những cái thông tin chi tiết gồm có những sạc cáp gì đó, các bạn cứ coi đi, nó không quan trọng đâu. Rồi, ví dụ các bạn thích đã như vậy đủ đủ hai cái này rồi, các bạn vô ok kêu nhân viên lại lấy máy cho mình kiểm tra. Rồi thì bây giờ ví dụ như các bạn kiểm tra thì mình cũng chỉ sơ sơ cái vấn đề kiểm tra, các bạn nên đem theo cái sim 3G hoặc 4G rồi mình bỏ vô, mình kết mở wifi với 4G lên, rồi mình sẽ test YouTube hoặc là Google gì đó, mình coi nó lên tốc độ nhanh không, có bị trục trặc gì không, và mình tắt wifi đi, mình test 4G coi có bị trục trặc không. Tự nhiên có nhiều máy nó sẽ bị hư wifi hoặc là hư 4G, cột sóng 4G nha các bạn, nên các bạn kiểm tra được phần đó. Và các bạn nghe gọi, mình gọi cho ai đó rồi mình nghe người ta nói chuyện qua lại coi có âm thanh có rè gì không, rồi rung nha các bạn, coi có máy có còn rung không, nhiều khi máy bị liệt cục rung á. Rồi các bạn kiểm tra pin, pin là mình để ý phần trăm pin rồi các bạn để khoảng 50% pin, 50% độ màn hình thôi, độ sáng màn hình đó. Là cái này mình để hơi sáng, các bạn để khoảng 50% độ sáng màn hình và kiểm tra coi cái phần trăm pin, và mình mở YouTube lên thì mình cho YouTube chạy trong khoảng chừng 3 phút mà nó giật cái phần trăm này giật xuống 1% là các bạn giật xuống 100 pin là được nha các bạn. Còn như nó giật nhanh quá thì mình cái pin nó đã bị yếu rồi. Là các bạn kiểm tra pin xong rồi, ok rồi, các bạn cái chuỗi quý cảm ứng, các bạn cảm ứng rất là quan trọng nữa. Cái cảm ứng thì mình chỉ có cái thủ thuật nhỏ sơ sơ thôi, còn mình không rành dữ lắm thì mình chỉ sơ thôi các bạn, là các bạn đè một cái mục nào ở trên màn hình chính, bất cứ mục nào à, các bạn phát thích mục nào ra các bạn cũng được hết. Mình đè thử, giả thử mình đè một cái này thôi, bạn đè vô và các bạn đưa lên xuống, dí nó lên xuống vậy nè. Nếu mà cái những cái mục này nó đi theo cái ngón tay của mình đều như vậy nè, các bạn cứ đưa chung quanh màn hình sát mép chạy đều khắp màn hình, nếu nó cứ theo mình như vậy á là ok nha các bạn, tức là màn hình của các bạn nó còn bình thường. Là đến chỗ nào mà cảm ứng mà bị liệt hay gì nó sẽ khựng lại các bạn, là khi đó cái nút này sẽ văng ra khỏi cái tay mình, là mình biết cái máy đó đã có trục trặc về cảm ứng thì mình không nên lấy máy đó. Đó là các bạn kiểm tra cảm ứng, mà người ta rành công nghệ người ta sẽ có những cách kiểm tra khác nữa, nhưng mà mình thấy cái này nó cũng hiệu quả mà, chỉ đơn giản vậy thôi. Những người mà không chuyên thì mình thử những cái đơn giản vậy thôi, rồi mình mua hàng Samsung cũng là chính hãng và mình mua trong cửa hàng Thế Giới Động cũng là uy tín chất lượng cao thì mình cứ yên tâm. Còn có chế độ bảo hành 1 tháng, đổi trả 1 tháng mà các bạn, đổi trả 1 tháng tức là 1 tháng, trong 1 tháng đó bạn xài về xài có trục trặc gì, bất cứ trục trặc bất cứ cái gì là Thế Giới Di Động đổi cho bạn cái khác mẫu mã y như vậy, và nếu mà không có mẫu mã vậy người ta sẽ hoàn tiền 100% lại cho các bạn luôn, cho nên các bạn cứ yên tâm. Mà mình mua ở ngoài những cửa hàng ngoài người ta chỉ có thể cho các bạn bao các bạn trong vòng 7 ngày thôi các bạn, 7 đến 10 ngày thôi, rồi còn cái này người ta cho các bạn cả tháng, mà mình về mình cứ xài thoải mái trong vòng 1 tháng đi, nếu có cái lỗi gì là nó sẽ xuất hiện liền à. Còn như mà qua 1 tháng rồi thì người ta vẫn bảo hành cho mình mà, rồi đem ra hãng để sửa chữa miễn phí cho mình mà, từ nhiều khi mình đừng có làm vô nước hoặc là rớt thôi, nếu mà cái máy không chống nước mà các bạn làm vô nước thì người ta sẽ đâu có bảo hành cho các bạn, rớt rơi bể màn hình người ta cũng không bảo hành nha. Chứ bây giờ các bạn mua ở ngoài máy cũ ngoài người ta cũng bảo hành cho các bạn 1 tháng đến 3 tháng à. Các bạn muốn bảo hành hơn thì cũng phải bỏ tiền ra mua một cái gói bảo hành vàng thì lại tốn thêm chi phí. Còn mình mua trong đây mình lựa cái máy mới bảo hành 100% bảo hành 12 tháng thì mình lựa cái máy cũ
bảo hành 7 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng nhưng mà nó chênh lệch nhau tới 2 3 triệu. Cho nên là các bạn cứ yên tâm, mình vẫn có thể mua máy cũ mình xài vẫn như người ta thôi. Hàng hàng chính hãng chất lượng mà đâu có sợ gì. Vậy bởi vậy mình chuyên xài đồ cũ không à. Cũng bền luôn các bạn cứ yên tâm đi, mình đừng có mua những chỗ không có uy tín thôi, chứ mình mua chỗ uy tín thì hàng nó không có bậy bạ đâu các bạn. Chứ các bạn thử đi mua những chỗ ngoài, mình cũng đã có bị một hai lần rồi các bạn. Mình mua hai chỗ là tức là hai máy nó sẽ khác nhau đó, cũng một đời máy mà hai màn hình đó các bạn cầm vô sẽ khác nhau. Một cái màn hình sáng trắng đẹp, một cái màn hình nó sẽ bị ố vàng hoặc là ánh sáng xanh. Thì cái đó là do màn hình có loại 1 là 2 là 3 gì đó các bạn, người ta cũng đã thay vô rồi á. Cho nên mình nếu mà mình không cầm hai cái máy so sánh mình sẽ không biết được đâu. Bởi vậy mình tốt nhất mình nên lựa những cửa hàng nào lớn lớn uy tín chút xíu. Cửa hàng ở ngoài thì cũng ở ngoài rất cũng rất nhiều cửa hàng lớn các bạn. Mình nên mua những cửa hàng lớn lớn á. Người ta làm ăn uy tín rồi. Rồi mình lên trên Google mình coi đó, người ta đánh giá những cửa hàng đó có bị phốt gì không, làm ăn ra sao. Cái đó bạn cứ tìm hiểu để mình kỹ kỹ rồi mua, chứ đồng tiền bát gạo mà cực khổ lắm kiếm được tiền, mình đi mua lầm mình cũng tiếc lắm đó các bạn. Cho nên tốt nhất là mình cứ ăn chắc mặc bền các bạn ơi. Mình mua mới không 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 đủ khả năng thì mình cứ vô những cửa hàng uy tín mình mua, rồi và mua những cái máy chất lượng, những cái máy hãng của những cái hãng nổi tiếng chất lượng vậy thôi. Còn những cái hãng khác mình không dám chê trách gì, nhưng mà mình chỉ khuyên các bạn xài vậy thôi. Còn ai thích dòng nào hoặc là ai thích cái hãng nào thì mình cứ mua theo sở thích, nhưng mà nhớ kiểm tra kỹ là được rồi các bạn. Ok các bạn, thì mình đã hướng dẫn sơ sơ những cái thủ thuật đó, kinh nghiệm đó mình đi mua điện thoại cũ trong Thế Giới Động cho các bạn rồi. Đây là chỉ là kinh nghiệm riêng của bản thân mình thôi nha các bạn. Mình biết là mình chia sẻ lại cho các bạn thôi. Nếu các bạn thấy hay và đồng tình với suy nghĩ của mình thì các bạn xin các bạn hãy cho mình một like, một share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn nào có ý kiến đóng góp gì hoặc là có cái kinh nghiệm nào mà hay nữa giúp cho mọi người thì các bạn để bên dưới phần bình luận của video mình các bạn, rồi mọi người cùng nhau thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng nhau. Rồi các bạn nhớ để lại bình luận bên dưới đi, mình để mình biết rồi mình sẽ qua mình trả lời cho các bạn. Thôi video mình đến đây cũng khá dài rồi, xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu ra để xem video của mình. Chúc mọi người luôn có sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha các bạn. Thôi xin chào và tạm biệt. Bye bye. Hàng này là hàng hiếm của mình nè các bạn.